Hello, xin chào tất cả mọi người, rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong video mới của Tâm. Và cái chủ đề hôm nay cũng khá là mới mẻ, nhưng mà đối với kênh của Tâm thôi, còn đối với những kênh khác, YouTuber khác, blogger khác đều chắc là đã cũ mềm rồi. Ok, nhưng mà thôi kệ, hy vọng rằng mình cũng chưa quá muộn màng lắm. Và trước khi xem video thì Tâm muốn nói với mọi người là hãy xem hết video này nha. Tại vì Tâm có hai phần giveaway từ Innisfree dành tặng cho tất cả mọi người đó. Ok, mình bắt đầu nào. Cái sản phẩm đầu tiên Tâm muốn giới thiệu tới tất cả mọi người đó là kem chống nắng. Ôi bây giờ ra đường với thời tiết 40, 30 mấy 40 độ như thế này thì Tâm thực sự rất là mệt mỏi. Cho nên cái điều quan trọng nhất mà mọi người trước khi ra đường đó là nên sức kem chống nắng. Và Tâm đã tìm được hai sản phẩm kem chống nắng mà Tâm cực kỳ yêu thích. Thật ra da Tâm á, là da dầu mà dễ bị nổi mụn ẩn mà lại dễ bị tàn nhang á. Cho nên là Tâm... da Tâm nhạy cảm đấy chứ. Cho nên á, Tâm chọn được hai cái loại kem chống nắng này Tâm cũng khá là vui và khá là ưng ý. Cho nên là mọi người hãy tham khảo nha. Ok, cái kem chống nắng đầu tiên đó là Nivea. Cái kem này á, không phải gọi là kem chống nắng mà đây là một dạng serum. Nó có SPF 50 cộng và BA 3 cộng. Cho nên khi mà Tâm đi ra đường á, khi mà Tâm chạy ngơ ngoài đường thì Tâm sẽ dùng cái kem này. Cảm thấy là nó khá là an tâm với da của mình á. Và em này á không có bị gây cho Tâm cái sự kích ứng kiểu là từ trước đến giờ. Hồi trước Tâm xài của Biore mà dạng sữa, mọi người chắc là mọi người cũng đã biết, thì nó bị kiểu như nó bị bí, nó bị khó chịu cái gương mặt. Và Tâm á thì cái da mặt của Tâm á nó cũng khá là kỳ, có nghĩa là khi mà không hợp á nó sẽ bị ngứa liền luôn chứ không có đợi giây phút nào hết trơn á. Và nó rát rát, nó khó chịu lắm, buộc là mình phải đi tẩy trang ngay và luôn. Cho nên là khi mà Tâm tìm được cái em này á, nó rất là mỏng nhẹ nha, khi mà thoa lên á nó thấm rất là nhanh luôn, mỏng nhẹ rồi thấm nhanh, rồi kiểu là nó là dạng serum á, nó không có bị đặc quá, không có bị đặc mà khiến cho Tâm có cảm giác khó chịu khi mà bị bí lỗ chân lông á. Cho nên là Tâm rất là thích em này và tương lai là Tâm sẽ mua em này nữa. Cái này á là loại kiềm dầu. Cái dòng này nó ra rất là nhiều loại, hình như Tâm nhớ là 3 loại thì phải. Mà Tâm xài cái loại này là của da dầu. Và ok, chốt lại là Tâm sẽ mua em này và Tâm rất là an tâm khi mà sử dụng em này. Một em chống nắng tiếp theo mà Tâm mới vừa tìm ra đó là của Innisfree. Đây là Innisfree Tone Off No Sebum Sunscreen. SPF của nó chỉ có 35 thôi, BA thì là 3 cộng. Nhưng cái em này thì Tâm sẽ sử dụng khi mà Tâm biết cái ngày hôm đó Tâm không có đi ngời ngời ngoài đường nhiều, kiểu là Tâm ở trong mát nhiều hơn thì Tâm sẽ xài em này. Và em này nó hơi sệt hơn cái loại của Nivea một chút xíu. Nó là dạng kem kiểu vậy á. Cho nên là nhưng mà khi mà thoa lên á thì nó cũng thấm rất là nhanh nha. Và nó không có để lại cho mình cái cảm giác là bị dày, bị bí, lỗ chân lông nè. Và nó cũng không có tiết ra nhờn nhiều quá. Cái này thích hợp cho những bạn da dầu và tone up, tại vì nó sẽ nâng da mình lên một tông. Theo Tâm cảm nhận về da của Tâm là vậy, nâng lên một tông. Và cái mùi mọi người có từng xài cushion của Innisfree chưa? Tâm hình như Tâm cảm thấy là Innisfree nó chỉ có một mùi duy nhất hay sao à. Tâm xài cái phấn phủ của Innisfree á, phấn phủ kiềm dầu, thì nó vẫn có cái mùi này tương tự như này, mùi như là mùi trà xanh, mùi đặc trưng của Innisfree á. Tâm cũng không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà nó cũng không khó chịu cho lắm. Và cái mùi của nó cũng giống như cái cushion hồi trước Tâm xài của Innisfree luôn. Hình như nó có mùi chứ sao à? Nó y chang nhau. Cho nên là cái mùi của nó cũng không phải là gọi là hắc khăng hay là gì hết. Nó cũng khá là dịu. Cho nên là cũng khá là ok, khá là ổn. Còn về em này thì lúc nãy Tâm quên nói cái mùi đúng không? Cái mùi của em này nó cũng nhẹ dịu chứ không phải là gắt hay hăng quá gây cho mình khó chịu về cái mùi đâu. Khi mà thoa em này lên mặt á, thì khi mà
mình sờ lại da của mình đó thì cảm thấy là nó mịn hơn nè, nó không có bị dầu, nó không có bị bí, tức là nó không gây cho mình khó chịu. Tâm khi mà Tâm thoa này lên đó, Tâm gặp Tâm rất là thích, rất là thích, rất là thích, thích, thích. Khi mà Tâm thoa cái này lên, Tâm rất là thích sờ vào da của mình, tại vì nó mịn mịn á, sao đã lắm. Nếu được thì mọi người hãy dùng thử hai em này và cho Tâm biết cái cảm nhận nha. Tiếp theo sẽ là em này. Tâm á, là Tâm đã xài em này chắc khoảng là chai thứ 5, thứ 6 gì rồi. Tâm xài cũng khá là lâu rồi, từ khi mà chắc là mọi người chưa biết là cái da mặt Tâm có một cái thời kỳ nó nổi mụn, ôi trời ơi, như một cơm, gọi là một đống cơm cháy á, hai bên này, xong trên này, xong cả dưới này nữa, rồi cả xuống cổ luôn. Ôi, trời ơi, cái quá trình đó Tâm rất là căng thẳng luôn mọi người, cho nên là từ cái dạo đó thì Tâm ít make up hơn là skin care. Thực ra make up Tâm biết make up chứ không phải là không biết, nhưng mà Tâm cũng thích tìm hiểu make up, cũng thích coi mấy clip make up lắm. Nhưng mà do là Tâm còn bị ám ảnh cho nên là Tâm rất là hạn chế cái việc make up lại. Và mọi người cũng biết là make up nhiều cũng đâu tốt đâu. Đó, thì từ lúc, từ dạo đó thì Tâm chăm skin care nhiều hơn và Tâm quan tâm về skin care nhiều hơn. Nhưng mà đó, thì hai cái Tâm cũng đều yêu thích, nhưng mà Tâm thiên về skin care. Và Tâm make up được cho người khác, make up được cho mình. Ồ, hình như nãy giờ Tâm lạc đề hay sao, ok. Tâm sẽ dành ra một ngày nào đó, Tâm sẽ kể về cái sự tích Tâm bị mụn cho mọi người nghe nha. Quay trở lại với em này thì Tâm đã xài em này chắc là khoảng chai thứ 6 rồi. Đây là một dòng của Acne Shocking Lotion, dung dịch dịu da và kháng khuẩn 3S. Nó giúp cho mình dịu da kháng khuẩn nè, kiểm soát nhờn và cải thiện tình trạng mụn. Mọi người biết Tâm sử dụng này sao không? Trước khi mà Tâm mỗi ngày Tâm đi làm về là Tâm sẽ tẩy trang, xong Tâm sẽ rửa mặt. Và tiếp theo nữa là Tâm sử dụng em này, đổ vài giọt ra da, đổ vài giọt ra tay, xin lỗi, đổ em này nè, tại nó là dạng lỏng dạng nước luôn á, cho nên là mọi người chỉ cần đổ em này vài giọt ra tay dưới này, rồi sau đó là xoa đều và apply lên mặt. Đấy, thì thực ra bây giờ Tâm đang make up á, cho nên là Tâm không có apply được cho mọi người xem. Nhưng mà cái quá trình là như vậy đó, Tâm sẽ apply trên này, xong rồi xuống cổ luôn. Và khi mà apply xong á thì Tâm sẽ lấy piano on your face, đây, như thế này, khoảng vài giây. Sau đó thì Tâm sẽ làm tiếp các bước tiếp theo của skincare thôi. Và tiếp theo sẽ là một loại, gọi là ta, một loại dưỡng ẩm. Thực ra mọi người thường hay bị không phân biệt được cái nào là dưỡng ẩm, cái nào là cấp nước. Nhưng mà tao phải giải thích như nào ta, tất cả đều là dưỡng ẩm. Có nghĩa là đối với da của Tâm á, là da dầu. Mọi người thường hay muốn phân biệt được cái chữ cấp ẩm và dưỡng ẩm. À không, cấp nước và dưỡng ẩm. Thì Tâm nói cái này nhanh luôn cho mọi người hiểu. Đó là cấp nước là sử dụng sản phẩm thiên về dạng gel nè, mỏng nhẹ. Đối với da khô á, thì mình sẽ dùng cái sản phẩm nó đặc hơn nè, nó dày hơn nè, và nó thiên về ẩm nhiều hơn. Da của Tâm là da dầu cho nên là Tâm sử dụng dạng gel để dưỡng ẩm. Thực ra là da dầu hay là da khô, mọi người đều cần dưỡng ẩm cả. Tại vì nếu mà một người da dầu á, mọi người không dưỡng ẩm đủ á, thì nó sẽ càng tiết ra dầu nhiều hơn để bảo vệ lớp da của mình. Đấy. Còn da khô thì tất nhiên khỏi nói rồi, nếu mà mọi người không dưỡng ẩm thì nó sẽ bị bong chóc rồi các kiểu. Ở đây Tâm xài Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Cái này nó rất là mỏng nhẹ và Tâm xài cũng sắp hết rồi. Cái này nó giống như là kem đa năng của Tâm hay sao á. Có nghĩa là trước khi make up, Tâm sẽ sử dụng em này. Đấy, xong rồi Tâm sẽ sử dụng thêm em này, thoa một lớp mỏng từ trên xuống cổ luôn. Và Tâm sẽ sử dụng kem chống nắng nè. Rồi Tâm sẽ make up. Em này rất là mỏng nhẹ nè, cấp ẩm rất là tốt và rất là thấm nhanh vào da, làm cho da mình mịn mượt liền ngay và lập tức luôn. Đấy, cho nên là Tâm rất là thích. Và một sản phẩm nữa Tâm muốn nói đến mọi người, đó là mặt nạ ngủ của Laneige.
hồi trước Tâm mua cái loại nhỏ để Tâm xài thử thôi, mình cảm thấy xài cũng khá là hợp, cho nên là Tâm mua một size to như này. Và hai cái loại này á, Tâm đều có một size nhỏ để Tâm đi đâu Tâm có thể mang theo. Nói là mặt nạ ngủ nhưng mà nó cũng là một dạng dưỡng ẩm. Cái này dưỡng ẩm khá tốt để cấp nước cho bạn sau một đêm ngủ dậy. Khi mình thức dậy á, sau một đêm dài là da bạn khác hẳn liền, nó kiểu như là căng bóng và mịn mượt. Đối với Tâm thì hai cái sản phẩm này nó cũng ngang nhau à. Thì hai cái này đều là dạng gel, nhưng mà cái này nó lại đặc hơn cái phần này. Cái Laneige nó đặc hơn Neutrogena, cho nên là Tâm đi ngủ Tâm cũng thay một lớp mỏng mà. Cái quan trọng là da mặt của mình nó đã đủ ẩm chưa, cho nên là mọi người thoa là tùy theo tình trạng da của mình nha. Tiếp theo là một sản phẩm thần thánh của Tâm nữa, và Tâm nghĩ là Tâm nên, rất là nên giới thiệu cái sản phẩm này đến tất cả mọi người. Đó là Clean and Clear Passage Gel 5. Ta-da. Hồi lúc mà Tâm bị mụn á, Tâm được Tâm xem YouTube của chị Trinh Phạm, và chị Trinh cũng có giới thiệu cái sản phẩm này ở trên kênh của chị ấy. Và đấy, thế là Tâm mua xài, nhưng mà cái sản phẩm này nó lại không có bán ở Việt Nam. Tâm phải đặt mua ở tận bên nước ngoài lận. Cái này là Tâm mua của Canada. Hôm trước Tâm đi Canada, Tâm có mua, Tâm thấy cái này Tâm mua hẳn 3 hũ luôn. À, 3 tuyếp như thế này luôn, để xài dần á mọi người. Mà giờ nó cũng sắp hết rồi, cái chai này cũng sắp hết rồi. Nghĩa là khi mà da Tâm nó chuẩn bị, nó chỉ cần đỏ một cái chỗ nào đó thôi, Tâm sẽ tối Tâm ngủ Tâm làm hết các giai đoạn skincare. Và Tâm sẽ đắp, Tâm sẽ lấy một lượng nhỏ kiểu là hạt đậu, mà nó nhỏ hơn, kiểu như nó là hạt đậu nhưng mà là đậu xanh mọi người, nó nhỏ nhỏ vậy, là lấy một lượng nhỏ xíu thôi, chấm nhẹ lên, rồi đừng có thoa gì hết. Tâm là Tâm chấm thẳng lên đến mụn nó luôn rồi Tâm đi ngủ. Và cái sản phẩm này á, nó sẽ khô lại, có nghĩa là khi mà sức lên á, nó là một cái dạng màu trắng sệt, nó như thế này, mụn bọc á, mụn mà sao ta, nó chuẩn bị hình thành, nhưng mụn cũng làm được, cũng sức được nè, mà nó đã thành mụn rồi mình cũng sức được nè. Đấy, còn những lúc mà mình, những cái lúc mà mụn đã, mình đã lấy ra mụn rồi á, Tâm nặng mụn rồi Tâm vẫn có thể sức cái này luôn, Tâm không có kiêng cử gì hết á. Người ta thường nói là mình nặng mụn là da mình nó đang là vết thương hở nên mình không có được sức cái gì hết, mà khi Tâm nặng Tâm sức luôn như thế này. Tâm sức, Tâm thoa như thế này với điều kiện là da của Tâm đã nặng mụn, và Tâm sẽ thoa mỏng một lớp mỏng cho đó. Còn khi mà nó chuẩn bị hình thành mụn, nhân mụn, tức là nó chuẩn bị hình thành mụn á, là Tâm dít nguyên một cục, Tâm sẽ lấy nguyên một cục kem để thẳng lên, trực tiếp lên luôn. Còn mỏng mỏng như thế này á, là chỉ là dành cho da mình đã nặng mụn thôi. Và mọi người phải kiên trì sức nha, tại vì cái này thật sự rất 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 là tốt luôn. Cái này tuy là hơi khó đặt nhưng mà cũng có một số shop có mang về để bán á. Thì Tâm sẽ tìm những cái shop đó và Tâm sẽ để cái đường link ở cái phần thông tin dưới video nha. Tiếp theo một sản phẩm nữa. Bây giờ lễ mọi người, cho nên là người ta đang hát karaoke, không biết là có dính vô video không nữa. Nhưng mà Tâm đang nghe rất là lớn. Ok thôi bỏ qua. Tiếp theo là một cái sản phẩm dành cho mắt, trị quầng thâm mắt. Mắt Tâm là muôn đời bị quầng thâm luôn á mọi người, không có cách nào mà có thể hết được, chỉ có cách khắc phục, có nghĩa là sức mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Theo Tâm cảm nhận thì cái sản phẩm này cũng khá là tốt. Quite eye. Đấy, Made in Japan. Theo Tâm mỗi một buổi tối á, Tâm sẽ xức cái này với hạt đậu, một lấy một lượng nhỏ như hạt đậu luôn, như thế này. Để dưới bên này, để Tâm sẽ xức ở dưới phần này. Và mọi người nhớ apply bằng cái ngón áp út nha, tại vì ngón áp út là cái ngón mà lực nhẹ nhất. Và cái vùng da dưới mắt của mình á rất là nhạy cảm, cho nên là mọi người phải xài hai cái ngón như thế này apply. Và Tâm á, khi mà Tâm xài á, Tâm sẽ apply dưới này, xong sẽ lên trên này luôn, và Tâm dỗ nhẹ là xong. Và Tâm cảm thấy là nó khá là hiệu quả, tại vì lúc trước cái quầng thâm mắt của Tâm nó cũng khá là nhiều, khi mà xài cái này rồi á, nó giảm bớt hẳn đi luôn, nó giảm bớt hẳn. Cho nên là mọi người nếu mà muốn trị quầng thâm mắt thì hãy tham khảo cái này nhé. Ok, tiếp theo sẽ là một cái
mặt nạ dành cho môi cũng là của Laneige. Cái mặt nạ này á, nó có bán hũ bự kiểu size to, nhưng mà Tâm cảm thấy là Tâm xài cái size nhỏ này hoài nó không có hết, cho nên là khi mà Tâm hết hũ nhỏ là Tâm chỉ mua hũ nhỏ thôi, Tâm không có mua size to. Cái này á, kiểu là nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Nhất là những lúc mà Tâm đi nước ngoài á, Tâm dễ bị bong chóc môi, khô môi, da môi của Tâm nó rất là dễ khô, dễ bị bong chóc, cho nên là Tâm xài em này trước khi mỗi tối trước khi ngủ, sáng hôm sau đúng nghĩa là môi căng mọng ẩm mượt luôn á mọi người. Và Tâm chỉ cần đánh răng xong, vệ sinh cá nhân xong, Tâm lấy cái khăn giấy á, Tâm chỉ cần chùi qua một đường thôi là da chết đi ra luôn. Quá là thần kỳ đúng không? Và mọi người nên xài thử sản phẩm này nha, Tâm cảm thấy nó khá là tốt và hợp túi tiền nữa. Mình không cần mua size to đâu, mua size nhỏ nhỏ như thế này là được rồi. Cái này hôm trước Tâm mua ở Myeongdong khi mà lúc mà Tâm đi Hàn Quốc. Tại vì Tâm nghĩ là Tâm xài sẽ không hết đâu, cho nên Tâm chỉ mua một hũ, và đúng một hũ nhỏ thôi, và bây giờ vẫn chưa hết. Bây giờ vẫn còn tới nửa hũ lận. Cho nên là mọi người hãy tham khảo nha. Đó, đây là tất cả những sản phẩm mà Tâm yêu thích. Hy vọng rằng Tâm chia sẻ cái video này, mọi người sẽ cảm thấy nó bổ ích, hữu ích. Và đến một phần quan trọng của cái video này đây, Tâm cảm ơn mọi người đã xem hết video của Tâm. Và ta-da, Tâm có hai phần quà dành tặng cho tất cả mọi người. Mỗi người một phần. Đây là bộ sản phẩm mới của Innisfree. Tâm muốn dành hai phần quà siêu xịn này đến cho các tình yêu của Tâm. Và ở đây Tâm có đây bộ mini trà xanh từ Innisfree, là nó dành cho da dầu mụn nè. Và trong này á, để Tâm mở ra cái nè, mới mà Tâm chưa mở luôn. Và Tâm sẽ lấy thông tin đọc cho mọi người nghe nha. Tâm đã lỡ xé rất rồi. Xịn chưa? Ta-da. Đây, sẽ lấy phần thông tin này đọc cho tất cả mọi người nghe nha. Ở đây là bộ mini trà xanh Innisfree dành cho da dầu, hỗn hợp dầu và dầu mụn. Trong này nó có nước hoa hồng. Nước hoa hồng nè, cân bằng độ pH cho da và kiểm soát dầu, ngăn ngừa mụn. Tiếp theo kế bên là lotion sữa dưỡng, dưỡng ẩm và làm mềm da. Cái này. Tiếp theo nữa là serum nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, là cái này. Và cái cuối cùng nữa là kem dưỡng ẩm giúp da mịn màng, tăng cường collagen và giúp da săn chắc. Thứ tự dùng á, là đầu tiên chúng ta sẽ dùng serum, cái này. Ta-da, cái này nha. Tiếp theo sẽ là dùng nước hoa hồng, là cái này. Tiếp theo mình sẽ dùng lotion, là cái này. Và cuối cùng là mình dùng kem dưỡng. Đây là bộ sản phẩm thích hợp cho các bạn da dầu, hỗn hợp dầu và dầu mụn. Nếu mà ai thích cái sản phẩm này thì hãy... À thôi, một hồi nói tiếp. Bây giờ Tâm sẽ nói luôn về cái phần này. Ta-da, xịn chưa? Trong này có nước hoa hồng giúp cân bằng độ pH cho da, cấp nước tức thời giúp da hấp thụ các bước sau tốt hơn. Cái này. Tiếp theo sẽ là sữa dưỡng Origin Lotion, tinh chất dưỡng nhẹ nhàng bám vào bề mặt da, da mịn màng, chống lại tác hại của môi trường, là cái chai này. Tiếp theo đó là tinh chất dưỡng Ultra Essence, chứa nhiều dưỡng chất đậm đặc đi sâu vào biểu bì da, giúp tái tạo collagen, giúp da săn chắc hơn, là cái này. Thôi, cái cuối cùng là kem dưỡng, cung cấp dưỡng chất cho da, tái tạo làn da mềm mại, giữ da không bị mất nước, là cái cuối cùng. Đây là hai cái bộ sản phẩm mà Tâm muốn dành tặng cho các mọi người. Cái này thì thiên về dưỡng ẩm, còn cái này là thiên về da dầu và mụn. Cái mục đích Tâm làm giveaway lần này là Tâm muốn làm quen với nhiều người hơn. Tâm muốn mọi người biết đến Tâm nhiều hơn, và đặc biệt là Tâm có thể chia sẻ được những cái mà Tâm cho là bổ ích, những cái kiến thức mà Tâm thu thập được từ mùi hương tắm hướng, rồi những cái kinh nghiệm mà Tâm biết được, Tâm muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, và mong rằng nó sẽ bổ ích đến tất cả mọi người. Và đây,
Thực ra Tâm cũng không biết là hai cái phần quà này nó có bị ít hay không, nhưng mà tại vì do là cái YouTube của Tâm cũng mới và cái view của Tâm cũng không có nhiều, cho nên là Tâm nghĩ là chắc cũng lâu lắm mới tìm ra được chủ nhân này, cho nên Tâm sẽ treo cái giveaway này 2 tuần nha. 2 tuần có bị dài quá không ta? Bị dài không? 1 tuần nha. Ok, Tâm sẽ treo cái giveaway này 1 tuần nha. Cách thức tham gia nhận lấy giveaway này rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần like và share cái video này về Facebook của các bạn, đăng ký kênh của Tâm và comment dưới cái video này cho Tâm biết là mọi người muốn cái sản phẩm nào nha, và kèm theo cái link Facebook để Tâm có thể tìm kiếm mọi người dễ hơn. Giveaway này Tâm sẽ công bố ở Facebook và cái Instagram nữa. Tâm sẽ để cái link Facebook và Instagram của Tâm ở dưới phần thông tin của video nha. Tâm sẽ công bố cái phần giveaway này vào ngày 5 tây tháng 5 ở trên Facebook và Instagram của Tâm nha. Nếu mà được thì lần sau Tâm sẽ làm thêm nhiều giveaway dành tặng cho tất cả mọi người nữa. Ok, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng rằng cái video này của Tâm bổ ích đến với tất cả mọi người. Và nếu mà mọi người thích thì cho Tâm một cái like, và cảm thấy nó bổ ích thì cũng hãy cho Tâm một cái like. Còn nếu mà mọi người muốn Tâm làm cái video gì tiếp theo thì hãy comment cho Tâm biết nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng rằng sẽ gặp lại tất cả mọi người sớm thôi. Bye bye.